Ngày nào em cũng muốn bên anh cũng như đam mê ngọt ngào. Đi nhìn vào bếp cũng là vì anh. Về nhà thật mau để mình cùng nhau làm những món ăn ngon vui tận cùng với đời, tình yêu và nấu ăn sẽ mãi là một. Bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Philip bị cái gì á? Tối qua đến giờ em không liên lạc được. Vậy hả? Sao kỹ vậy? Mọi người ơi, có ai tới nè? Đi vô đây, vô đây. Philip đi vô đây, mấy Ngọc kìa. Nói đi, nói đi. Có gì là nói đi. Cố lên. Ngọc ơi. Cố lên. Nói đi, nói đi. Anh không thể ở bên cạnh em được. Hả? Anh vừa nói cái gì anh? Anh là tại sao? Tại vì anh là bị cái gì? Anh bị bệnh nan y rồi. Anh nói gì? Bệnh nan y hả? Anh bị bệnh nan y, không có thuốc chữa, cho nên là anh không thể liên lụy với em được. Thôi được rồi, bình tĩnh, cái gì cũng có thể giải quyết được. Dù có vấn đề gì em cũng sẽ ở bên cạnh anh nha anh. Không, anh không muốn liên lụy em. Bây giờ anh rối lắm rồi. Anh phải lên sân thượng. Em đừng có lên nha. Anh rối lắm rồi. Anh Philip bị bệnh nan y thiệt hả? Bị bệnh nan y mà lên sân thượng làm gì? Tự tử chứ làm gì nữa? Hả? Philip ơi. Sao? Hỏi tôi tại sao xô mấy người hả? Ok, bây giờ tôi lật mặt cho mọi người rõ ràng luôn nè. Bữa nay tôi tới đây á, không phải là bệnh nan y hay là cái gì hết á, mà tôi tới đây lấy lại chiếc nhẫn này nè. Em có cái gì mà tôi phải yêu em? Hả? Tôi yêu em đơn giản là tại vì em là diễn viên. Rồi bởi vì em có một cái người chị họ làm đạo diễn, thì tôi nghĩ một ngày nào đó em sẽ nổi tiếng. Ok, tôi nhờ được, tôi kiếm tiền được. Thằng này á hả, bước vô cái nhà này á, một cái vỏ trống không, một tháng mà phải gánh nợ mấy chục triệu, kêu tôi nhào vô yêu em để rồi gánh cái nợ này giùm em hả? Tôi đâu có ngu. Còn mấy người nữa, đừng có tưởng thằng này dễ dụ nha. Mày đặt tổ chức hành cái này hành cái nọ, thử thách này kia thằng này hả, còn khuya. Ok, bây giờ đuổi về cái gì? Tôi đi về, khỏi cần bạo lực cái đó. Còn muốn chơi bạo lực hả? Bước ra đây. Ngọc ơi, em đừng có buồn nha. Chị hứa là chị sẽ tìm cho em một người mà đẹp trai hơn nó nè, giàu hơn nó luôn, mà không có sở khanh như nó nha. Ngọc tê liệt luôn rồi. Xong rồi, tôi cột nó vô giường rồi. Cái gì? Không phải, ý em là em ràng bé Ngọc vô giường thôi, phải cố định nó lại. Chứ mà hồi nó ngủ dậy, cái nó tỉnh dậy, nó suy nghĩ lung tung, nó làm chuyện bậy bạ nó rồi sao? Mệt quá. Ngọc nhà mình lớn xác mà tâm hồn mong manh dễ vỡ lắm. Đúng rồi. Bây giờ làm sao đi anh Nhân? Thôi, anh sẽ nấu một món nuôi nhồi gà có tác dụng định thần, sẽ giúp ích cho Ngọc á. Thanh bảo lại đây mà giúp anh Nhân làm nha. Em phải lên trên kia em trông chừng Ngọc, chứ cột dây lại em cũng không có yên tâm lắm đâu. Vậy ha. Ừ. Món nuôi này á, nhỏ lớn vậy mới thấy lạ quá à. Sao nó bự dữ vậy? Nuôi sò thế em. Nuôi sò hả? Ừ. Em mua tùy theo cái size mà mình cần thôi. Thịt gà ướp với lại sốt xá xíu. Sốt xá xíu là mua khoảng sẵn. 2 muỗng. Hai muỗng sẵn được. Dầu gất nè. Dạ biết rồi. Nhỏ vài giọt vào trong cái quá trình mà khi nấu canh súp hoặc là cháo các loại cho
cho em bé ăn cũng rất là tốt. Anh cho ít hành tỏi, anh cho ít hạt men nha em, tiêu, ớt bột loại không cay, nước ít màu hắc xì dầu, hắc xì dầu, đồ ma quế lộ nè. Ồ. Cho nó thấm. Để anh rửa cái phần tiên thảo này. Để anh bỏ vô, anh nấu phần tiên thảo nha ta. Rồi, vậy anh có muốn lấy gà ướp không? Mở nẻ không? Bỏ vô. Massage con gà cho anh. Massage con gà. Bắt miếng cốt chanh vô nè. Rồi, có ngay. Một tô nước cho một ít nước. Ủa gà là một chút nữa mình để nguyên miếng hay là mình phải cắt nhỏ hay sao? Mình để nguyên miếng, mình nướng, nướng xong rồi mình mới cho vô. Tại sao mình phải bỏ chanh vô trong đó vậy? Không, nó bị đen. Người ta thường nói là mình có thể bỏ muối vô cũng được đúng không? Cũng muối nhưng mà nó sẽ mất cái hương vị và nó mất độ giòn. Thêm một bí quyết nữa. Dưa này là đã muối chua rồi đó không? Em cắt nhỏ ra đi. Em xào trước cho nó thơm nha thôi. Dạ. Cho anh ít rượu mang cái lộ nè. Ui. Nó cháy rồi là nó thơm hơn. Lúc này mình phải tạo màu cho nó đẹp. Anh rưới chút cái dầu nhớ là nóng nha ha. Anh nướng, anh để cái phần da lên trên. Rồi, bỏ vô nướng. Tùy theo cái miếng gà thì với miếng gà này á thì mình sẽ nướng khoảng 18 cho đến 20 phút. Nhiệt là khoảng 170. Anh phải lọc kỹ là để nó bị cát á nhỉ. Đây là nước gì anh? Nước sốt mè rang. Mình cho khoảng 3 muỗng. Cái phần dưa leo và phần dưa chuột bao tử đó mình cho vào chung. Hai cái vị này nó khác nhau. Một ít dầu gất rất là tốt cho sức khỏe. Trời ơi, màu đẹp luôn. Và gất á, có các tác dụng định thần đó. Để tốt cho Ngọc nè. Táo bỏ vô luôn hả? Để anh cho cái táo. Mình cho một ít nước thảo mộc tiên thảo vô. Cho một ít nước mắm đặc á. Trời ơi, cái này là bột. Bột hạt ngò đó. Bột hạt ngò hả? Ừ. Để anh lấy cái gà ra. Wow, trời ơi, hấp dẫn quá anh Nhân ơi. Ôi, gà nhìn mềm quá nè. Ngọc cho ăn chắc món này với cái khỏe liền á. Hết bệnh, thất tình liền luôn á. Một con ốc. Một con ốc. Một miếng gà. Một miếng gà. Ui, nóng quá. Một miếng nhân. Một miếng nhân. Nhân anh cho đầy một chút. Anh cho một ít bột màu để tạo màu cho cái món của mình. Em đặt lên nha. Xong rồi, tuyệt vời. Vậy là món ăn chữa tâm bệnh đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta đi tìm người bệnh. Ngọc à, chị lo cho em mà. Chị lo cho em sao còn trói em nữa? Thì chị trói em là vì chị lo cho em đó. Em không sao đâu. Thôi mọi người ăn đi. Ăn đi nè, để em lấy cho. Anh Nhân, ăn đi anh. Chị Thanh, ăn đi chị. Chị Nhi, ăn đi chị Nhi. Em không ăn nữa. Ăn đi mọi người. Chị không hiểu em làm vậy chi luôn á Ngọc. Em buồn thì em cứ khóc, em vui thì em cứ cười. Em càng làm vậy chị càng lo cho em đó, em biết không? Em đừng có vì một cái thằng Sở Khanh mà em lại đánh mất đi cái tâm hồn thánh nữ ở trong em. Đừng buồn vì đánh mất đi một kẻ không đáng, mà hãy để họ liên tuyết vì đã đánh mất em. Em không phải là nắng cho nên em không cần chói chang. Nhưng mà em dịu hiền, em xinh đẹp, thì mọi thứ đó đủ để anh tỏa sáng. Cái dòng nào mới dựa anh Nhân vậy mọi người? Trời ơi, lần đầu tiên nghe anh Nhân nói chuyện mà triết lý vậy luôn á. Ngọc ơi, em thực sự sẽ chói chang, tìm đủ mọi cách để lấy chiếc nhẫn. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, rớt lại cái hồ kim cương nè. Vậy là hồi sáng mình đánh Philip cái hồ kim cương nó dành ra khỏi chiếc nhẫn hả? Đừng đó, đừng tụi coi, đừng tụi coi. Đừng đó. Kim cương của tôi. Ai của bà đâu, trả lại chị Ngọc đi. À ha, chị quên, người yêu hụt của em mà. Vậy thì mình vô một cái nha. Trời, 2, 3, vô. Ăn thôi, ăn mừng hộp kim cương sống lại. Rồi,
Thơm ghê. Nuôi nó mềm anh ha, nhưng mà nó cũng có cái độ kết dính. Tại vì khi mà nó mềm như vậy em cứ tưởng nó sẽ bị rã ra, mà giống như là một cái khuôn chung với thịt vậy đó. Thịt ngon quá. Ăn với rau nữa nè ha, chấm với nước tương ha. Ngon quá anh, món này tuyệt vời luôn á. Em quên hết mọi thứ rồi. Ngon quá, ngon quá. Tuyệt vời. Baby, thế giới của em vốn rất nhiều đàn ông, nhưng chưa từng suy nghĩ và xem lấy chồng. Ôi cuộc đời màu hồng. Baby, như bao ngày em vẫn thức dậy thật trễ, kéo cô bạn vô bếp vô cùng đam mê, chỉ nấu và ăn thôi. Oh yeah. Rồi ai kia mang bao món ăn ngon cho em bồi hồi. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đến cuối tuần. Ngày nào em cũng muốn bên anh cũng như đam mê ngọt ngào. Đi nhìn vào bếp cũng là vì anh.